Vâng, em xin chào các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Trong phiên bán hàng ngày hôm nay thì em lên một số các cái mặt hàng hoa lan gửi tới các bác. Đây là một cái bó này, 5 cánh trắng ý ngọc này các bác nhé, ý ngọc này, 5 cánh trắng họng tím. Cái này thì em đã bật lá gì các bác nhé, em đã những toàn thân tơ cho hoa năm tới này, em cũng đã vật bớt cái lá đi rồi, vì cái hàng bóc rừng này thì bây giờ nó thắt ngọn này, nó không cần thiết phải để lá nữa các bác nhé. Và em đã cắt tỉa sạch sẽ rồi như này này. Cái này nếu mà bác nào mà lấy thì về các bác cứ treo lên cho em thôi, cứ treo vào chỗ mát cho em thôi, không bây giờ cái thời điểm này chưa nhất thiết phải trồng luôn. Đấy, các bác cứ treo lên chỗ mát cho em, khi nào các bác thấy là cái mầm này, mầm gốc này nó lẩy ra này, nó ra mầm gốc này thì các bác có thể là gắp được. Đấy, bây giờ cái thời điểm này thì các bác mua về các bác cứ treo lên cho em thôi, cũng chưa phải trồng luôn đâu. Đấy, vì cái dòng này thì nó là các bác kể cả cái này các bác để cứ khoảng tháng hơn tháng thoải mái, thậm chí 2 tháng không vấn đề gì. Đấy, thì cứ đến thời điểm nào bắt đầu nó sưng những cái mắt này, nó sưng mầm mới ra, nó bật ra thì các bác ghép vào cho em là ok nhé. Giò số 1 nha các bác nhé, một bó to như này nhé, một bó to như này em bán cho các bác là 200.000 nhé các bác nhé. Đấy, cái này thì em cắt tỉa những cái thân dài, em cơ bản này em cũng cắt tỉa hết rồi, còn chủ yếu là thân tơ là nhiều thôi, thân già thì nó ít thôi nhé các bác nhé, thân cho hoa là nhiều thôi nhé. Đấy, về các bác cứ treo lên, kể cả cho nó rụng hết những cái lá này không vấn đề gì đâu nhé các bác nhé. Đấy, nó rụng hết sạch thì cứ các bác cứ kệ đó nhé. Giò số 1 nhé các bác nhé, ý ngọc nhé, 5 cây trắng ý ngọc nhé, 200.000. Số 2 này các bác này, số 2 là một cái dề gà nguyên một dề nhé. Đấy, nguyên một dề, cái này thì có một thân này, 2 này, 3, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 thân nhé các bác nhé. Những cái thân già như này nhé, những cái thân già như này thì nó vẫn cho ra hoa nhé các bác nhé. Những cái đốt mà nó dưới này nó chưa cho hoa này, năm tới nó vẫn cho ra hoa bình thường nhé. Cho nên là các bác đừng có cắt đi nhé. Và những cái thân già này nó còn rất nhiều các cái mắt ngủ này, các bác cứ trồng lên nó sẽ lại tiếp tục ra mầm nhé. Mã số 2 nhé các bác nhé, nguyên dề nhé, 250.000, 250.000 nhé các bác nhé. Nguyên dề các bác về các bác có thể là ghép cây xanh hoặc là các bác trồng vòng cái chậu rất là đẹp nhé. Mã số 2, 250.000. Mã số 3 này các bác này, mã số 3 nhé, đây là một giò long tu xuân nhé các bác nhé, long tu xuân. Mã số 3 của em có giá là 300.000 nhé, 300.000 cho giò long tu xuân như này nhé. Mã số 4 này các bác này, mã số 4 đây là một giò hàng vĩ thiên cung nữ bố nhé. Dòng thiên cung nữ bố này thì nói thật các bác này, nó là cái dòng hiếm đấy, tìm nó không dễ đâu, mà hoa nó cũng rất là đẹp, cho nên là giá cả thì nó cũng có hơi nhỉnh một chút thôi chứ không phải là cao đâu các bác nhé. Mã số 4 của em có giá 350.000, 350.000 nha các bác nhé, cho mã số 4 hào quý thiên cung nữ bố. Đây là toàn bộ là thân cho hoa nhé, toàn bộ là thân cho hoa năm nay này, thân già thì cắt hết rồi các bác nhé. Mã số 5 này các bác này, một giò cáo Lai Châu rồi. Đấy, các bác nhìn hoa này, cây nhỏ thôi nhưng mà cũng đã hoa này các bác nhé. Cây nó nhỏ có 5 cây như này nhá, nhỏ xinh xinh này. Mã số 5 của em có giá 400.000 nha các bác nhé, 400.000. Đấy, các cái đơn hàng hôm nay là em chưa bao cước đâu nha các bác nhé. Mã số 5 của em có giá 400.000. Đấy, các bác mua thì các bác tự trả cước thôi, nếu mà bác nào mà gộp đơn thì em sẽ bao cước cho bác nhé. 400.000 nha các bác nhé, cho mã số 5.
6 này các bác này, 1 chậu hài nhá. Hài đuôi công nhá. Hoa nó thì rất là bền luôn. Cái này thì nó đã nở khoảng tầm 20 ngày rồi các bạn. Nó nở khoảng 20 ngày. Về các bác cứ để bàn uống nước hay là để chỗ nào nó thoáng gió thì ít mưa các thứ ấy. Ít nước, cái này cũng không cần tưới nhiều nước đâu các bạn. Thì nó rất là bền. 300.000 nhé các bác nhé. 300.000 cho mã số 6 nhé. Mã số 7 là một cái chậu quế trắng tháng 8 này các bác này. 3 cây. 280.000 cho mã số 7 nhé các bác nhé. Quế trắng tháng 8. Mã số 7. 280.000. Mã số 8 này các bác này, một giò gà cực kỳ đẹp luôn nhá. Mã số 8 của em có giá 300.000 nha các bác nhá. Một giò gà. Các bác nhìn thân thủ mập ú luôn nhá. Thân thủ mập đẹp. Đấy, năm nay nó trà hoa mới rực rỡ. 300.000 nha các bác nhé, cho mã số 8 nhé. Đùi gà tròn lá trâu nha các bác nhé. 300.000 một cái giò đẹp như này nha các bác nhé. Mã số 8 đùi gà 300.000. Mã số 9 này các bác này, một chậu đen rô đỏ này. Một chậu đen rô đỏ này cũng 300.000 nha các bác nhé. Mã số 9 đen rô đỏ nha, hoa đỏ chót nha các bác nhé. Hoa chơi Tết cực kỳ đẹp đấy. Mã số 9 cũng 300.000. Mã số 10 này. Thôi cái này để lại đi. Nó cây nó chưa được. Đẹp lắm. Mã số 10 nha các bác nhé. Đấy, mã số 10 350.000 nha các bác nhé. Đây là kiều vuông Lộc Bắc nhé. 350.000 mã số 10 thì các bác này. Đấy, một cái giò kiều vuông Lộc Bắc giống rất là đẹp luôn. Hàng này hàng giống các bác, trong đến mùa hoa tới nó vẫn ra bình thường nhé. Đấy. 350.000 kiều vuông Lộc Bắc. Mã số 11 này các bác này. Mã số 11 nhá. Đây là một cái giò kiều vàng này. Kiều vàng và kiều vàng lẫn kiều mỡ gà nhá. 200.000 cho mã số 11 nha các bác nhá. Kiều vàng lẫn kiều mỡ gà. Đấy. Bác nào mua cái giò này về thì nó nhỏ nhỏ này thôi, nó nhỏ nhỏ xinh xinh này nha các bác nhá. Nhưng mà nó vẫn ra hoa bình thường. Các bác mua về thì các bác lại được chơi hai lần hoa. Đấy, cái kiều vàng này thì nó sẽ ra hoa sớm ra trước nhé các bác nhé. Sau thì kiều mỡ gà khóm này này nó mới là ra này. Thì một loại kiều thì các bác chơi được hai lần nhé. 200.000 cho mã số 11. 11 hay 12 nhỉ? 12 nhé các bác nhé. Đấy, mã số 12 kiều vàng nhé. Bác nào lấy bà em 200.000 mã số 12 kiều vàng lẫn kiều mỡ gà đấy. Mã số 13 này các bác này. Đấy. Mã số 13 này, một giò hạc vĩ này các bác này. Đấy, hạc vĩ mã số 13 nhé các bác nhé. 250.000. 250.000 rất là dài này các bác này, thân rất là dài. Cái này thì nó đã thắt ngọn rồi. Chuẩn bị xuống lá và đợi hoa nhé các bác nhé. Cái này thì chắc là từ giờ đến tháng 11 12 là nó xuống hết lá thôi. Nó rụng hết lá thôi. Và nó sẽ đẻ mầm gốc này. Xong là các bác tầm ở trong miền Nam ấy thì khả năng thì nó sẽ lở đúng Tết cho các bác. Vì trong khu vực miền Nam ấy cái khí hậu nó nóng nhé các bác nhé. Đây cây nó dài này. 250.000 nhé các bác nhé, mã số 13. Mã số 14 này các bác này, một bảng hạc vĩ A Sa nhé. 200.000 nhé. Mã số 14, 200.000.
một bảng hàng vĩ Asa như này. 200.000 thôi nha các bác nhé, một cái bảng này rất là đẹp luôn. Mã số 15 này các bác này, mã số 15 này, đây là một cái giò long tu xuân này. Đấy, 180.000 nhé các bác nhé. Mã số 15 của em có giá là 180.000 long tu xuân. Đấy, bán rẻ cho các bác. Cái này thì nó cũng chuẩn bị thắt ngọn này nhé các bác nhé. Mã số 15 180.000. Mã số 16 này các bác này, 380.000 nha các bác nhé. Đấy, sơn thủy tiên nha các bác nhé, sơn thủy tiên hàng bi hàng giống nhá, 380.000 một cái ghép lũa như này nhá. Đấy, hàng bi nhá các bác nhá, cái dòng này sơn thủy tiên hàng bi nhá, bi vẫn hoa nha các bác nhá, chứ không phải là bi không hoa đâu nhá. Đây này, cái nào cũng có vòi hoa nha các bác nhá, cứ yên tâm em bảo hành cho các bác là đến mùa hoa tới rực rỡ luôn nhá. 380.000 cho mã số 16 sơn thủy tiên. Mã số 17 này các bác này, nhạn này, mã số 17 nha các bác nhá, 280.000. Đấy, nhạn mã số 17 nha các bác nhá, 280.000 ba cây nhạn rừng rất là đẹp luôn. Không biết tháng 4 hay tháng 8. Mã số 18 này các bác này, một giò giả hạc hoa hồng đỏ này, 180.000 nha các bác nhé, giả hạc hoa hồng đỏ. Mã số 18 nhé, 180.000. Một cái bảng nhỏ nhỏ xinh xinh như này nha các bác nhé. Hàng thì thuần đét rồi các bác yên tâm nhé, 180.000. Mã số 19 này các bác này, một cái bảng hạc vĩ thiên cung lữ bố nhỏ nhỏ xinh xinh nhá. Thiên cung lữ bố nhá, cái bảng này bảng nhỏ nhá. Cũng 180.000. 180.000 nhá các bác nhá. Rồi, trên đây toàn bộ video nhà em có ngày hôm nay thì mong các bác ủng hộ nhá. Em xin chào các bác.